らの方です。ビエッナOne trillion. さあ、改めてご紹介いたしましょう。ベトナムからお越しのワントゥイリンさんです。大きな拍手を。こんにちは、ワントゥイリンです。もちろん女優としても活動されています、うん、テレビ番組の司会もなさったりと本当にマルチな才能で大人気なんですよ、うん、お仕事の中では何が一番楽しくやられてるんでしょうか。 Hoàng Thùy Linh đã được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Chính vì thế nên ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với âm nhạc và điện ảnh. Và chính vì thế nên có niềm yêu thích với cả âm nhạc và điện ảnh luôn ạ. そして今日で披露していただく曲なんですけれども、はい、Hoàng Thùy Linh さんの君の一番ゲというねLet me talk to you という曲が動画サイトで8000万回以上の再生回数ということで、今回ちょっとね映像をご用意させていただきましたので、まずは皆さん少しご覧いただきたいと思います。こちらです。さあ、このミュージックビデオはどういう思いで作られたんでしょうか。Linh đang mặc trên người bộ trang phục dân tộc cách điệu của vùng Tây Bắc Việt Nam. Và khi mà clip này vừa được trình chiếu lên đây thì Linh chỉ mong muốn rằng là mình sẽ đến ngay phần trình diễn của mình để được trình diễn cho tất cả quý vị cùng thưởng thức. Bởi vì đây là một ca khúc vô cùng ý nghĩa với Linh. Bài hát này viết về một nhân vật văn học rất là nổi tiếng ở trong một tác phẩm nổi tiếng của Việt Nam. Và Linh rất là tự hào vì mình là đại diện của Việt Nam đến tham dự ABU TV Song Festival. その曲は今日ね、この後ご披露してくださるということですので、さあでは、はい、ご準備をお願いいたします。 Please stand by. Thank you.今ベトナムで大流行しているそうなんです、ね、でもこうやって音楽を通してね、我々各国アジアの文化も知れるというね、うん、素敵な機会ですから。さあ、それでは歌っていただきましょう。